Vâng, xin được mến chào các thính giả. Ủa, tại sao lại là chị? Chị Dũng Minh của tôi đâu rồi? Chị Dũng Minh hả? Bỏ khoa rồi. Trời ơi, không thể nào chấp nhận được. Không có chị Dũng Minh còn ý nghĩa gì nữa. Em ăn ở làm sao để cho chị Dũng Minh bỏ em vậy khoa? Không đâu, thực ra là chị Dũng Minh đang nghỉ phép đi du hí cùng gia đình mọi người ơi. Người ta làm việc quanh năm rồi thì mình cũng phải cho người ta những giây phút thảnh thơi cho như chị Kim Thanh. Ê, không có ai rủ đi chơi nè, không có ai yêu không? Thực ra không phải vậy đâu, mà thực ra là chị Kim Thanh của chúng ta chỉ thích ăn thôi, chứ chị không có thích đi chơi. Tôi thấy là chị chỉ ăn, suốt ngày chị ăn, khuya chị ăn, ban ngày chị cũng ăn. Tây thích của chị cũng toàn bàn về cái chuyện ăn rồi mập, chứ tôi không thấy gì về cái chuyện mà du hí, du lịch, đi chơi. Thật ra là Kim Thanh không biết là Châu Đăng Khoa đang nói Kim Thanh là nói bản thân mình á, tại thấy nó cũng không có khác gì lắm. Không hề luôn á, em dạo này em ăn rất là healthy luôn á, tại vì em đang uống thuốc. Hôm qua em mới đi khám bệnh dạ dày, em bị trào ngược 5 năm nay rồi. 6 năm luôn á. Mà có một thời gian em cảm thấy là em chữa qua không được, thôi em kệ nó luôn, em bỏ luôn á, nó muốn ra sao ra á. Xong rồi dạo gần này thì anh ba của em, anh họ em á, ảnh mới đi khám bệnh dạ dày luôn, ở một cái chỗ mà anh nói là nó xịn quá, ảnh cũng bị dạ dày nặng luôn, mà bây giờ ảnh bớt, ảnh hết luôn rồi. Nên là anh chỉ em đi. Hôm qua thì anh đón em đi qua đó khám bệnh, xong về em uống thuốc nên là em ăn heo thì lắm á. Chỉ cần healthy thôi là sức khỏe nó cũng tốt rồi. Tại vì bản thân em á, cái bệnh em nó nặng là vì cái thói quen sinh hoạt ăn uống của em thôi. Chả có cái thuốc nào, chả có bác sĩ nào mà trị hết với cái kiểu mà trời ơi, ăn uống giờ dạo giờ này rất em ngủ sớm lắm nha chị. 1 giờ là em ngủ rồi. Bình thường là 5-6 giờ sáng Khoa mới chợp mắt luôn á mọi người. Công việc rất nhiều, làm mãi mà không giàu nổi. Mọi người thấy tôi có đáng thương hay không? Nhưng mà tóm lại nè, thật sự là Kim Thanh đang rất là buồn. Tại sao? Nói chung là tình hình mới thấy ổn ổn xong, cái giờ cảm thấy mọi thứ cũng đang hơi lo lo, hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Trời ơi, chị biết không, là một loạt show lại bị hủy nữa rồi. Anh Huy Tuấn nói đó, là lĩnh vực giải trí là một trong những lĩnh vực á, là bị ảnh hưởng đầu tiên nhưng mà hồi phục sau cùng. Thì đó là anh nói vậy thôi, mà chắc vậy thiệt. Nhưng mà tóm lại ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe nhạc nhiều, rất là nhiều thể loại, các gương mặt cũng rất là phong phú, chúng ta có thể vui và hơn. Có một trận battle gọi là cực kỳ hấp dẫn luôn, vô tiền khoáng hậu luôn á mọi người. Không, tôi nghĩ là cái trận battle này thì phải 10 năm mới có một lần. Còn với Kim Thanh như thế này nè mọi người, thứ nhất á, nhìn vào cái list tuần này á, Kim Thanh cảm thấy là đã đến lúc Kim Thanh cùng với chú Châu Đăng Khoa cái gì cũng phải chấp nhận rằng chúng tôi đã thuộc một thế hệ khác. Anh ít coi à. Khi mà danh sách em mới qua đầu ba có mấy ngày à, thì cũng là băm rồi. Chúng ta bắt đầu phải chấp nhận là từ đây trở về sau, cái list của thực đơn âm nhạc sẽ có những cái gương mặt kiểu như vậy nhiều hơn. Mà em nhận chị nè, mốt chị đừng dắt con lên. Miễn sao vừa bước vô chào chủ Châu Đăng Khoa, trời ơi, nghe cái là tôi hụt hẫng luôn, trời, mất mút nguyên ngày luôn. Ủa chứ không lẽ anh? Ừ, nghệ sĩ là không có chú nha, anh hết á, anh chị hết trơn. Xin lỗi là Châu Đăng Khoa mà lập gia đình là đúng tuổi của pháp luật Việt Nam á, là con của Châu Đăng Khoa là còn lớn tuổi hơn. Nhưng mà con chuyện sao vậy, cái mặt em ai mà lấy mà lập gia đình. Chị bị cái gì á? Cái đó là cái nhận xét thứ nhất. Cái nhận xét thứ hai là trong đây cũng có một tác phẩm mà tối qua Kim Thanh gửi list cho Châu Đăng Khoa nghe trước. Cái Kim Thanh nói là Châu Đăng Khoa ơi, với tác phẩm này thì Châu Đăng Khoa có ngại là chúng ta sẽ nhận xét và phát bài hay không? Thì Châu Khoa Đăng trả lời nguyên văn nè. Khoa nói là không vấn đề gì cả. Trời ơi, thật là ngưỡng mộ một thật người công luôn, tâm. Thật sự luôn, có gì đâu ngại. Mình là đại diện cho công chính liên minh nha. Thôi tóm lại là vô ngay list của tuần này nè. Vô, và khúc đầu tiên đó chính là một sáng tác của tôi, được mang tên Vợ Chồng Son, qua sự thể hiện của Lâm Bỉ Dạ, Hứa Minh Đạt và hai bé Xá Xị Bánh Mì. May mốt là em sáng tác nhạc luôn cho tất cả nghệ sĩ hài Việt Nam đúng không? Đúng rồi, ai có tiền là em làm à. Đây là một cái sáng tác mà Khoa dành tặng cho hai vợ chồng, chị Lâm Vĩ Dạ và anh Hứa Minh Đạt, kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai anh chị, đã thực hiện một chiếc MV mà xem như web drama luôn. Rồi tóm lại thì bây giờ Khoa nhận xét gì? Tại vì thường là Khoa sẽ tự khen. Không, thực sự phải khen thôi. Tại cái bài này nó hay quá. Thật sự là vậy luôn. Vì cái bài này có thể giống như là Cưới Nhau Đi phần 2 vậy đó. Thực ra ban đầu bản này tên là Cưới Nhau Về, nhưng mà sau đó thì đổi lại là Vợ Chồng Son, tại vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng mà và 10 năm rồi là một chặng đường dài rồi. Người ta son theo kiểu son của người ta. Chị son thì cũng có son lì, son bóng, son gió, son đỏ, son đen, son thâm. Đủ thứ đúng không? Và cái bài hát này á, thì nếu mọi người nghe và để ý cái phần lyric á, thì mọi người sẽ thấy đây thực sự là một cái câu chuyện của hai vợ chồng. Và Khoa đã phải mất công xem rất là nhiều talk show của hai vợ chồng để nắm bắt được cái câu chuyện này. Nó có những cái câu, những cái ca từ giống như là
cả hai gặp nhau khi mới vừa đôi mươi nè, cưới nhau về không có biết rằng ngày mai sẽ rất nhiều sóng gió. Rồi có con nhưng thì cũng không có biết rằng là từ khi có con thì sẽ không được tự do rong chơi nữa. Đó, cả hai vợ chồng đều còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng mà chị Lâm bị già phải hy sinh công việc ở nhà để chăm con, để cho anh Đạt được đi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Thì có rất là nhiều những cái buồn khổ mà người phụ nữ họ phải gánh chịu khi mà chỉ có một mình như thế. Trong bài hát có một câu em rất tâm đắc luôn, vì em biết anh gánh vác nhiều điều hơn mơ mộng. Nó mang cái hiểu ý nghĩa lắm nha. Nổi nhắc tới thôi con nổi da gà luôn mọi người. Câu nó hay, trời sao nó hay dữ ta, sao tôi biết được câu hay quá. Thì nó nói thì là hai vợ chồng dù có những cái hiểu lầm giận hờn nhau, nhưng mà cả hai đều hiểu là cái người kia đều phải gánh vác trên vai một cái trách nhiệm rất là to lớn, nó nhiều hơn tất cả những cái mơ mộng tuổi trẻ mà cả hai có, nên là cả hai thông cảm và hiểu cho nhau. Đấy, nói chung là bài hát này như thế. Và cái phần đầu bài hát đấy, cái phần la rất đáng yêu mà em cảm thấy nó hay nhất trong bài hát luôn á, la của hai đứa con của chị Dạ và anh Đạt. Tức là hai bé hát lâu không? Hát dễ thương luôn, vô quốc cái được liền luôn á. Hai bé hát rất dễ thương luôn. Có con đi khoa. Rồi làm gì xong? Bây giờ cái thân mình lo chưa xong nữa. Có em con rồi để nó đọc được những cái hả comment bình luận xấu xí ở trên mạng như vậy tội nó lắm. Cho khi nào em hết bị chửi em sẽ có con. Em hãy hướng thiện nào. Em ăn chay quá thiệt luôn á chị. Em bớt tạo nghiệp là được không? Em không có tạo nghiệp gì luôn, em chỉ tội nghiệp thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến một gương mặt rất là mới, lần đầu tiên giới thiệu đến mọi người luôn. Ca khúc Yêu Em Nhiều Hơn Mình với sự kết hợp giữa KICM và Huyền Tâm Môn. Theo Kim Thanh được biết thì Huyền Tâm Môn là một trong số những gương mặt trực thuộc công ty của KICM, và KICM sẽ là người giống như là làm chiến lược đầu tàu cho các bạn mới. Và bạn này là bạn đầu tiên ra mắt sản phẩm. Bạn này thì em nhìn thì chắc có vẻ còn nhỏ lắm, em nghĩ chắc sinh năm 2000 quá. Ừ, thấy trẻ lắm. Nhìn nhỏ xíu ha. Hình như 2003. À, quá nhỏ luôn, nhưng mà thật sự luôn, nếu như 2003 và với cái thực lực như vậy thì cảm thấy bạn này rất ok nha. Giọng hát có màu sắc riêng, có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có. Cái nữa là cái khả năng tự sáng tác của bạn này nó cũng rất là ok nha. Em cảm thấy là thêm một thời gian nữa mà chín mùi hơn thì bạn có thể sẽ là một cái tên mà mình có thể mong chờ đó. Tuy nhiên trong đây thì không thấy KICM xuất hiện. Bên KICM có nói là giống như là không có xuất hiện để cho bạn tự ở một cái vị trí này coi bạn như thế nào á. À, vậy vẫn để tên vô trước người ta. Nhưng mà có thể là người ta làm nhạc hoặc là công ty người ta thích vậy. Nếu như mà cái phần phối khí này của KCM thì em lại cảm thấy khá thất vọng. Nó khá là phù hợp với bài á, nhưng mà nó chưa có sự biến chuyển từ trước ra sau. Nó chỉ có một cái e như vậy thôi và làm cho mình một cái cảm giác hơi nhàm chán. Nếu như mà mình có thể làm cho nó ví dụ đi từ nhẹ tới mạnh nè, ở phía sau á nó biến đổi hơn, cái tiết tấu hơn, hoặc là thêm nhiều layer, nhiều sao hơn vào để cho mọi thứ nó mới mẻ hơn và nó nâng được cái bài hơn thì em nghĩ sẽ hay hơn. Ở đây thì em cảm thấy là nó đang ở mức tròn trịa thôi. Cho chị ý kiến riêng chút xíu nha. Tức là khi mà KICM được mọi người biết đến á thì gắn liền với chắc, đúng không? Với những cái bài hát rất là nổi tiếng, ví dụ như là Sóng Gió hay là cái gì Hồng Nhan Bạc Phận gì đó. Thật sự phải nói là cả Chuck và KICM đã lên một cái rất là nhanh và mọi người biết đến rất là nhiều, có một cái lượng fan rất là đáng kể. Tuy nhiên, xét về mặt chuyên môn thì cá nhân Kim Thanh nghĩ rằng là KICM nói chung là còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa về mặt chuyên môn. Khoa thừa sức biết là một nghệ sĩ đôi khi là hát hay quá chưa chắc là nổi tiếng bằng một nghệ sĩ hát vừa phải thôi, nhưng mà có những cái riêng khác, đúng không? Đúng vậy. Cho nên là về cái phần hòa âm phối khí của bạn thì nó hợp với cái bài đó, nó catchy, dễ nghe, mọi người rất là thích. Tuy nhiên còn về cái năng lực chuyên môn thì Kim Thanh nghĩ là bạn cần phải trau dồi thêm. Bây giờ sản phẩm của bên công ty ICM rất nhiều. Bạn nhận job trong, job ngoài liên tục. Kim Thanh em nghĩ chắc nhận job trong thôi chứ job ngoài chắc không nhận nổi đâu. Tại vì bản thân em cũng là một người làm cho nội bộ công ty, em hiểu được là cái yêu cầu, cái áp lực nó cao hơn nhiều lắm khi mà mình làm cho người ở ngoài á. Chưa kể là khối lượng công việc nhiều quá, thật sự là mình cảm thấy stress luôn. Và muốn để cho đầu óc thảnh thơi thoải mái mà tìm được những cái gì đó thú vị mới mẻ thì nó cũng phải cần thời gian nữa. Thì bởi vậy Kim Thanh mới lo là nếu mà bây giờ bạn nhận job nhiều quá mà không có cái thời gian riêng để trau dồi cho mình học hỏi thêm á, thì nó sẽ nguy hiểm là nó sẽ đứng ở một cái mức như thế này và sau này có những cái bảng nó cũng cứ na ná như vậy thôi. Cho nên là quan trọng là bạn phải tự nâng cao, tự rèn luyện mình thêm nữa. Còn cái chuyện mà được người ta biết đến đó là một câu chuyện khác. Ví dụ như giờ Kim Thanh nói bao nhiêu người biết nhạc sĩ Lê Thanh Tâm, đúng không?
Đúng vậy, nhưng anh Tâm rất là giỏi, rất chính xịn. Xác đó. Rồi, trong giới chuyên môn ai tại mà vì không những người đứng ở phía sau á, thực ra thì trong giới làm nghề họ biết thôi là ok, chứ thực ra thì ít có ai mà những người mà đứng ở phía sau mà lại cứ gọi là cái mặt tiền nổi bật lắm. Thật sự là như vậy luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với một người rất là thân thuộc với Kim Thanh và Châu Đăng Khoa. Tìm Nhau Không của Huỳnh Quốc Huy với sự thể hiện của Tăng Phúc. Bữa đó chị đâu ở cuối show đâu phải không? Đúng rồi. Bữa đó cuối show em mới hát lận. Ác ghê không? Ai mượn? Bắt để em chờ mấy tiếng đồng hồ luôn. Ủa thì save the best for last, em đòi hỏi gì trời nữa? Trời ơi nhưng mà hả, tức lắm chị hả. Không có cách xê rồi nha. Mẹ hả, diễn xong rồi hả, đi về còn đưa cho tôi 6 lon bia nặng chịch mang về vậy đó. Tôi không biết để làm cái gì. Ủa người ta tặng mà không biết cảm ơn. Trời ơi, đưa phong bì đi phải gọn gàng không? 6 lon bia đó nhiêu tiền, tôi lấy mấy trăm ngàn tôi còn vui hơn. Thật ra là hôm đó đâu có ai lấy tiền đâu. Thì biết là như vậy rồi mà tiện đưa cho ông mớ bia mà 6 bia uống nó lỡ dở. Nó khó chịu lắm. Có được cái mắt kính không? Mắt kính quăng mất tiêu rồi. Trời ơi em không xài, em tặng chị xài chứ Khoa. Chị có xài không? Xài. Thiệt không? Thiệt. Ok. Thôi bây giờ cho Kim Thanh nói chuyện về Tăng Phúc chút xíu nha. Phải nói là sau một cái hành trình dài mấy năm, Huy đi cùng với Phúc như vậy. Từ một bạn mà ngay từ bữa đầu tiên Kim Thanh gặp Phúc á, thì Kim Thanh nói trời, thằng bé nó như thế này, nhan sắc nó như thế này, mà Huy như thế này, không biết liệu là sẽ đi tới đâu. Nhưng mà bây giờ thì các bạn tuy không phải là quá nổi bật về bề nổi, nhưng mà show chậu này kia rất là ổn. Và nói chung đã lên được một cái tầm mới so với Tăng Phúc ban đầu. Và cái show của ngày hôm đó cũng là một cái dấu mốc chuyển mình để Tăng Phúc có thể đường hoàng bước lên một cái vị trí khác hơn. Và các bạn đã làm rất là tốt cái chuyện đó. Thì cái đó là chúc mừng Tăng Phúc, và hy vọng là mình sẽ ngày càng phấn đấu hơn nữa, để sau này Tăng Phúc cũng giống như Lân Nhã vậy đó. Tức là có thể là công chúng không biết nhiều, nhưng mà ở cái khía cạnh về event, rồi về các chương trình thực lực, cũng như là các khán giả trung thành, thì mình sẽ có một cái phân khúc riêng. Còn trước cái buổi show thì có tổ chức họp báo xong rồi chiếu cái MV mới là Tìm Nhau Không, thì Kim Thanh có dẫn lời của Châu Đăng Khoa luôn ở trong cái đó. Kim Thanh mới nói là Châu Đăng Khoa có bảo rằng Châu Đăng Khoa không thích xem một cái MV mà nhạc bị cắt ra xong rồi diễn viên thoải ở trong đó là mất cảm xúc, và Kim Thanh đồng ý như vậy luôn. Em có dặn dò Tăng Phúc là Phúc ơi, dù cho em có như thế nào thì em cũng đừng bao giờ phản bội người khác nha. Không hy vọng là Tăng Phúc sẽ khắc cốt ghi tâm. Và thực sự thì từ trước tới bây giờ trong tất cả những sản phẩm của Tăng Phúc á, cái phần hình ảnh em chưa bao giờ đánh giá cao hết đó. Tại vì nó đang dừng lại ở một cái gọi là kể chuyện rồi nó, của nó, nhà trong được. Nhưng mà của nhà trong được thì nó phải gọi là thì phải đầu tư hơn, phải làm cho nó tới chỗ một tí. Chứ cái phần hình ảnh này em cảm thấy nó khá là bình thường quá. Nó chưa đủ để gọi là giúp Phúc lên một cái level mới. Chắc là cũng ít ai dám gọi là chịu chơi mà hết ga hết số như em lắm. Đúng nên rồi, cuối cùng em nhận quả đó. Đắng đó. Không sao. Mà mình làm rồi thì mình không có hối tiếc. Cái vấn đề đây là Khoa thấy Phúc ra sản phẩm quá nhiều, quá liên tục, mà nó không có một cái sản phẩm nào gọi là một cái cột mốc thực sự để mình gọi là lên cái level hết á. Có một cái sản phẩm đó chính là hả, Đừng Chơi Nữa Hãy Tin Anh. Cái bài đó em rất thích, lần đầu tiên nghe em khen Đức nở luôn. Cuối cùng ra mấy đứa nó cũng làm vậy, không có tới nơi tới chốn, cảm thấy khó chịu trong người lắm. Phải chỉ bài đó mà đánh một cái đỉnh cao là lên luôn rồi. Bữa đó Kim Thanh cũng nói cái vấn đề này luôn đó Khoa. Thì Huy có bảo rằng là đó là hết sức trong khả năng của tụi em rồi, tại vì 6 tháng đầu năm rồi bị dịch, bây giờ cũng không biết như thế nào. Mình liều mình mới ăn nhiều được chứ. Vấn đề là bây giờ Huy nói là chúc cho em và Phúc có show nhiều thêm, em hứa là em có tiền là em sẽ thuê người khác làm, em không làm nữa. Nhà Huy giàu lắm á chị à. Giàu nhưng mà nhà giàu thôi. Thì xin tiền ba má đầu tư làm ăn chứ. Cái sự nghiệp công việc của mình làm bao nhiêu năm rồi, không lẽ không gom được 1 tỷ đồng làm MV. Thôi kỳ lắm anh. Trời ơi. Làm con thì phải tự lực cánh sinh. Trời ơi, nhà em mà có tiền em xin liền. Tiếc là nhà em nghèo quá, không có gì để xin. Có cục nợ trả hoài chưa hết. Tóm lại là phải nghĩ tới cái chuyện là kiếm tiền và nuôi ngược lại ba mẹ giống như Khoa, chứ không có đi xin tiền nhà nha, không được. Trời ơi, nhưng mà nhà giàu thì mình phải xài tiền bớt đi chứ, giàu quá chịu nổi. Không được, con cái vậy là hư lắm rồi. Mà nhà em đâu có gì đâu mà xài. Bây giờ tóm lại là cái bài đó là cái bài này nghe bình thường, nhưng không, mà dễ nghe. Nó không có dở, nhưng mà nó cũng không có xuất sắc gì mà để mà. Không phải là vì hả chúng ta quen thân thiết với nhau mà tôi sẽ khen các bạn đâu. Không có, tôi chỉ khen tôi thôi, các bạn hãy nhớ điều đó. Còn là những người khác tôi rất công tâm nhé. Và mới công tâm mà Kim Thanh nhớ tuần trước là chọn cái bài Ti Tim là lý do là Ti Tim đẹp trai hơn.
Ôi trời ơi, em quên chưa kể cái đó nha. Xong cái hả, bạn thức vô inbox cảm ơn em. Ủa vậy là có nghe hả? Có nghe chương trình mình luôn nha chị. Trời ơi, vô inbox cảm ơn anh đã khen bài của em trên sóng nha. Luôn la hết trơn á. Tại vì á, biết sao không? Là bữa đó là có giao lưu trực tiếp với Andy và cả như là T-Team. Sau khi giao lưu xong á, chị có nói là nếu mà mấy đứa rảnh á, 12 giờ cho tới 1 giờ trưa nay là nghe 99.9 thì có thực đơn âm nhạc giới thiệu bài của mấy đứa, nghe vô cho Đăng Khoa chê đó nha. Chị nói vậy mà không ngờ nhớ luôn hả? Trời chứ sao, nghe cho Đăng Khoa chê là nó nghe liền chứ gì nữa. Cái miệng chị cũng ác, cái chị mới là tạo nghiệp nha chứ. Còn tôi là tội nghiệp thôi, bị chị tạo quá. Ủa chị nói vậy mà cuối cùng ta vô ta cảm ơn rồi còn gì nữa. Ủa trời trời, là tại vì tôi rất công tâm đó. Chứ thử mà tôi hả là một người ích kỷ nhỏ mọn, xấu tính, xấu xí hả, ai tôi cũng chê đi thì chắc chắn tôi bị chửi rồi. Nhưng mà đây cái gì hay tôi khen, cái gì chưa hay thì tôi góp ý. Nhưng mà nghe nói vậy dễ thương, tự nhiên bạn có nghe đài, tự nhiên có cảm tình ghê. Đúng không? Đúng. Từ nãy là phát bài của bạn nhiều nhiều. Đã đẹp trai rồi còn tốt tính. Chúng ta sẽ tiếp tục với một gương mặt trẻ ơi là trẻ. Xa Em do Thiên Khôi sáng tác và thể hiện. Thiên Khôi sinh năm 2005. Trời ơi, là còn nhỏ hơn Huyền Tâm Môn nữa nè. Còn Gia Khiêm 2005 luôn. Wow, đúng là một cặp trời sinh luôn á trời ơi. 2005 là mới có 15 tuổi đó hả? Thì đó, tôi ship cặp này nha mọi người ơi. Rồi, bây giờ Sai Em của Thiên Khôi trước nè. Thiên Khôi sáng tác thì em thấy càng ngày càng lên tay á. Cái bài hát này cho mình một cái cảm giác nghe rất là dễ chịu. Nhưng mà nó đang bị thiếu điểm nhấn. Và có nghĩa là Thiên Khôi cứ làm đi. Chú nghĩ là con á, mốt mà con cứ làm nhiều thì con sẽ lên tay thôi. Con không có gì mà phải e dè hết. Con hãy cứ sáng tác nhiều vào. Con hãy cứ hát những bài hát mình sáng tác đi. Càng làm nhiều càng lên tay. Và nếu như con có gì thắc mắc về âm nhạc thì cứ hỏi chú, chú sẽ chỉ cho con nha. Oh yeah, oh yeah. Thì sao vậy? Trời ơi, sao chú được hả? Ví dụ như mà hồi mà em 15 tuổi em đâu có đập gia đình được đâu, đúng không? Gọi là anh thôi chứ. Nhưng mà bác Kim Thanh á thì không biết cái cảm giác sao. Bà Kim Thanh chứ. Này, Thiên Khôi là bằng tuổi với Gia Khiêm đúng không? Ừ. Mà Gia Khiêm qua đài trò chuyện rồi và Gia Khiêm gọi là chị Kim Thanh nha. Trời ơi, thằng này hổn. Không có chấp nhận được. Ủa, dễ thương mà. Không được con, Khiêm, con hổn quá. Con gặp một cái cán bộ lão thành hả, gọi là sống qua hai cuộc chiến tranh hả, mà hả vậy mà con nở lòng là con gọi là chị, con làm người ta tưởng thiệt thì sao? Bây giờ dặn dò nè, Gia Khiêm, Thiên Khôi, mốt là gặp lại bà Thanh nha chưa? Thì em cảm thấy là giọng hát của Thiên Khôi có vẻ đã ổn định sau khi vỡ giọng rồi. Tuy nhiên có một cái điều mà lát nữa thì sau khi nghe bài của Gia Khiêm xong thì mình sẽ nói luôn. Nhưng mà cảm thấy là cái MV lần này xem thì nó hơi bị bình thường. Nhưng mà cái bài hát thì khá là ok và em cảm thấy thích cái gu của Thiên Khôi. Thiên Khôi là một người có gu thẩm mỹ tốt nè, ok nè, giọng hát cũng đang ổn định dần. Và hy vọng là 1-2 năm nữa thì giọng Thiên Khôi sẽ thực sự trưởng thành hơn. Chị Kim Thanh góp ý cho Thiên Khôi nha em. Bà. Là hả, em giảm cân thêm xíu nữa nha. Trời ơi, người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, bắt ta giảm cân người ta lùn sao? Sau 17-18 tuổi rồi muốn giảm gì giảm nha chứ Khôi nha. À, nghe lời chủ của con. Giảm cân không có nghĩa là nhịn ăn nha Khôi nha. Mà con nít nó sẽ hiểu vậy. Bây giờ tập gym là lùn đó. Chơi chị, bóng rổ nè. Chị không có tư cách nói chuyện mập ốm ở đây. Ủa dáng đẹp mà. Trời ơi, đó là chị nghĩ vậy thôi. Thôi chúng ta qua bài của Gia Khiêm nào. Dáng đẹp hơn của chú cho ai nấy à. Gia Khiêm à, chú đây. Rồi chúng ta sẽ đến với Đi Qua Nước Mắt của Quang Hùng Master D do Gia Khiêm thể hiện. Thì Gia Khiêm không có tự sáng tác được. Nhưng mà giọng hát của Gia Khiêm cũng đang dần ổn định nè. À, cái bài trước Gia Khiêm tự sáng tác à, vậy rồi. Hả? Ừ. Nhưng mà có vẻ nó hơi mờ nhạt nên là em không có nhớ gì lắm. Và cái MV của Gia Khiêm thì thích con mắt hơn hẳn MV của Thiên Khôi. Có vẻ chính được xác. Đầu tư hơn nhiều. Nhưng mà cả hai bạn đều đang bị một cái điểm chung. Mà cái điểm chung này thì nó không có đáng khen lắm. Ở một cái chỗ là giọng hát của hai bạn đều đang bị mờ nhạt. Vì là với cái lứa tuổi của các bạn, lẽ ra các bạn là những người trẻ và nghe nhiều âm nhạc quốc tế, update nhiều những cái mới, thì cái cách hát của các bạn nó phải mới mẻ hơn là như thế này. Còn bây giờ các bạn đang hát như là nó không có màu sắc riêng luôn. Nghe giống như là những giọng hát, giọng ca bình thường ở những trường đại học hay là những trường cấp 3 vậy á. Nghĩa là các bạn cần phải tìm cho mình một cái màu sắc riêng biệt hơn. Chứ nếu như với một cái thị trường âm nhạc như thế này mà chúng ta chỉ có hát cái là nó đơn điệu như vậy thì sẽ rất là khó cho tương lai của các bạn. Kim Thanh muốn nói sơ về cái MV của Gia Khiêm á, là tính đến giờ gọi là solo chính thức á,
là Gia Khiêm chỉ có hai cái MV. Thì nhìn hai cái MV mình thấy là cái bài kia kiểu mà gom góp có nhiêu làm cho có. Giống em giờ. Nhưng mà kiểu cũng dễ thương nha, chứ không quá tệ. Và tới cái MV này thì thấy nó có chất hơn, tức là nếu mà xét về cái gu thẩm mỹ để phần làm MV thì Gia Khiêm tốt. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà thẩm mỹ âm nhạc thì có vẻ như là Thiên Khôi nhịn hơn một tí. Đúng. Tuy nhiên là Gia Khiêm cũng không tệ đâu. Nhưng mà giọng hát của Gia Khiêm á, cảm thấy là nó chưa được hoàn thiện lắm, chưa được vững vàng lắm á, nghe còn cảm giác nó hơi lung lay một tí. Và Gia Khiêm cần phải luyện tập thể lực nhiều lên nha. Trong Khiêm gầy quá nó cũng sẽ khó có thể lực mà hát cho tốt được. Đứa thì mập, đứa thì gầy đúng không? Hai đứa cộng lại chia đôi cho em nói em ship cặp này mà. Có vẻ như là tuần này là một trận battle giữa hai gương mặt đại diện trẻ luôn. Cảm giác giống như là hả đang trường Lam trường năm xưa vậy đó, chị thấy không? Nhưng mà tóm lại nè, hôm bữa là có nghe Gia Khiêm hát hai bài ở trong cái chương trình Little Star Big Dream thì á thấy là Gia Khiêm rất là chịu khó hát live nha. Nguyên cái show đó ai cũng em nói rồi, ca sĩ là phải thích hát live thì mới nên làm ca sĩ, tại vì dù cho mình hát chưa vững vàng lắm nhưng mà cái sự gọi là thích hát live á, nó là một cái điều rất là đáng tuyên dương để cho mình gọi là cố gắng trau dồi hơn mỗi ngày. Chứ còn bây giờ em nói thiệt, em gặp rất nhiều những gương mặt mà lười hát live lắm. Ra hát mà chỉ thích hát ít ít thôi, hát vừa vừa thôi cho đỡ mệt là thôi. Em nghĩ những người như vậy thì không xứng đáng có được thành công. Thì nói tiếp là trong đó có một bài là Gia Khiêm chơi cover cái bài Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, thì KICM đánh đàn và Gia Khiêm hát live. Phải nói đó là một cái nỗ lực cố gắng, nghe cũng được nhưng mà bản thân vẫn thấy là cục hơi còn yếu, cho nên là Gia Khiêm phải luyện thêm xíu nha. Bây giờ mà không biết là các cháu có đọc truyện tranh Dragon Ball mà Bể Biển Ngọc Rồng không, ở trong đó thì có một cái gọi là Lượng Long Nhất Thể đó. Hai đứa mà luyện được cái chiêu đó hả, hợp lại là một là em thấy hoàn hảo luôn. Vừa đẹp trai nè, một cân nặng là cân đối nữa chứ. Trời, hai đứa phải chia nhau mới cân đối được. Đúng rồi, nhưng mà nó giỡn cho vui vậy thôi, chứ thực ra là em thấy hai bé này quá dễ thương luôn ấy. Hai mầm non tài năng mới của rất là đáng hy vọng. Gọi là mầm non giải trí nữa. Hy vọng là các cháu sẽ hả chăm chỉ luyện tập không chỉ giọng hát mà còn khả năng vũ đạo trình diễn sân khấu nữa, để một ngày mà chú nhìn thấy các cháu trên sân khấu á thì sẽ thật là tỏa sáng luôn. Khả năng nói chuyện trước công chúng nữa, nói còn yếu đúng lắm. Đúng rồi, à vậy hả? Trời, ai còn nhỏ, người ta còn nhỏ quá, người ta ngại chứ. Em nói thì chị trước gặp một đống người đông đúc là người lớn á. Thử gặp bảo an được coi, trời nói nhiều gì luôn. Chị nghĩ có ở Việt Nam được mấy bảo an. Rồi khoan, với một cái nữa nè, thật sự á là những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á, thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị, ghê luôn á. Chị Kim Thanh thấy thật ra tuổi 15 mà hát mấy cái lời đó nghe nó tếu tếu rồi sao. Thật ra thì tuổi 15 cũng đã biết yêu rồi chị. Đó là chị không chấp nhận được thôi. Với tư cách của một người mẹ già cỗi thì chị sẽ không chấp nhận được. À, như con trai chị cũng 15 tuổi đúng không? Đâu ra. Nói chung là với tâm lý của một bà mẹ thì không có muốn con mình yêu sớm. Nhưng mà thật sự luôn, cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi nảy sinh những cái tình cảm gà bông rất đáng yêu. Và các em hay lộn các cháu á, hãy cứ sống đúng với lứa tuổi của mình. Thấy yêu thì nói yêu, thấy yêu thế nào thì nói như thế nấy. Đừng có phải gồng mình vào đóng vai một ai khác hay để làm một cái gì đó cả. Chẳng để làm gì, vì đây là cái quá trình trưởng thành của các bé. Các bé cứ làm những điều mình muốn đi, không ảnh hưởng tới ai là được rồi. Đúng, nghĩ lại cũng đúng. Chứ nếu không mai mốt ế như chú Chở Trăng Khoa cũng đúng mệt. Đúng rồi, nhìn chú mới làm gương nghe chưa mấy đứa. Đẹp chi, giàu chi, giỏi chi rồi cũng ế thôi. Tại vì chú có những người chị như vậy đó. Chúng ta đến với cặp đôi, không biết có khác biệt như thế nào hay không, nhưng mà cái tựa ca khúc là Khác Biệt To Lớn với Trịnh Thăng Bình sáng tác và hát cùng với Lee Kim Cương. Cái bài này thì là em quay cũng khá lâu rồi, trong cái đợt mà đi châu Âu của bên Bình. Đúng rồi, là đi một lần đó là kéo anh Khương Vũ đi theo là quay luôn lèo 3-4 bài đó. À vậy là ít bữa sẽ còn tung nữa. Tiết kiệm mà, nhưng mà cái trông cũng đẹp mắt mà. Nhưng mà trời ơi, Lee Kim Cương trong MV này xinh quá. Ủa, bên ngoài xinh mà. Em chưa gặp bao giờ. Nhưng mà có nghĩa là mấy clip trước có tìm thấy Lee Kim Cương có vẻ hơi tròn á, nên cái mặt mất nét. Nhưng mà trong MV này nhìn Lee xinh kinh khủng luôn á. Ủa, thì cũng một đợt châu Âu thì mấy MV khác. Nhưng mà cái bài này chắc là quay cuối nè. Mấy ngày đi châu Âu cực khổ quá, xúc cân, cái mặt thon thả đẹp. Nhưng mà nữa nè, nhìn Lee Kim Cương nha, đã xinh còn hát hay nữa, không hiểu tại sao chưa nổi tiếng. Cái đó nhiều trong showbiz mà. Nhưng mà Lee Kim Cương là quá phù hợp với hình ảnh hiện tại luôn, bây giờ luôn, để làm một ca sĩ trẻ mà nổi tiếng luôn á, mà có thực lực nè nha, vũ đạo cũng tốt nè nha, ngoại hình thì xinh xắn nè nha. Trời ơi, em nhìn em muốn bắt vào công ty em luôn á. Ai cho em bắt? Thì là người ta muốn vậy thôi. Nhưng mà bài này á, tính ra là hôm nay là Trịnh Thăng Bình hát với Lee hai bài đúng không? Em không thích phần hát của anh Bình trong bài này. Nhưng mà bài này là đỡ hơn bài trước á. Bài này dễ nghe.
nhưng mà bị cái không hiểu tại sao, tại vì là trong một bài hát thì không thể nào mà mình mix hai cái vocal mà nó bị khác cái màu nhau quá như thế. Nhất là em hiểu là anh Bình có cái gu là anh Bình thích á, mix cho cái vocal của anh Bình á là nó khô, nó không có nhiều effect, nghe cho nó cảm xúc cho nó chân thật nhất. Tuy nhiên là khi nào anh hát một mình thì em nghĩ nó ok hơn là khi mà hát chung với Ly, khi mà cái giọng của Ly nó quá mượt mà, nó quá đẹp. Thì giọng anh Bình như vậy thì vô tình nó lại bị hơi bị chỏi ra một tí. Và thật sự luôn là cảm thấy hơi tiếc nuối cái chỗ này. Rồi với lại là bạn phố này cũng rất là bắt tay, rất là hay và hiệu quả nữa. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà nửa bài sau mà mình làm cho nó mạnh hơn á, tiết tấu nó hơn một tí thì nghe nó hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì cứ anh Bình hát đoạn xong Ly hát đoạn, anh Bình hát đoạn xong Ly hát đoạn mà nó bị giống nhau quá, nghe nó cũng hơi nhàm một tí. Nhưng mà bài này nghe bắt tai đấy. Đúng rồi, bài này so với bài trước là chị nghe bài này chị thấy catchy hơn nhiều. Ưng cái bụng đúng không? Ưng cái bụng á. Giống như cái bài trước nó dắt dây với bài này về cảm xúc á. Nếu ta không may, Lily sáng tác, anh Tú hát cùng Lily. Cái bài này thì là em đã được nghe cũng khá lâu rồi. Thời là ấy từ đó đúng rồi, từ cái lúc mà Lily còn trong công ty em á là Ly đã xin phép em là Ly muốn làm bài cho Tú, ok ok làm đi, nhưng mà làm xong đi em kiểm tra nghe, nếu mà hay quá thì sẽ giữ lại, không có được. Trời ơi, hậu chừng lo nha. Không, đó là sự thật luôn, tại vì em muốn cái gì đó phải tốt nhất dành cho Lily chứ không thể nào mà những cái gì hay nhất cứ đem cho người ta như thế được. Chú cho nhưng mà may quá đó, cái bài này thì nó cũng ok thôi chứ nó cũng không xuất sắc gì lắm. Và cái phần hát của Tú thì nó khá là mờ nhạt. Ở MV thì cũng hai bạn trai xinh gái đẹp. Nói chung là cái mô típ nó cũng hơi cũ, hơi bình thường. Nó không có cái gì để mà mình phải trầm trồ. Tuy nhiên đây không phải là một sản phẩm tệ. Lily sáng tác thì chắc không thể nào mà dở hay là tệ hay gì được. Nhưng mà để gọi là để nó xuất sắc, nó vượt trội và nó đặc biệt, nó có cái gì đó là khiến cho mình phải wow, phải nhớ thì chưa. Bài này thì chưa có làm được điều đó. Chị nghĩ là nhiều khi đây chỉ là một cái gọi là thăm dò thị trường. Đó, chị hay nghĩ vậy lắm. Chính em là người bắt chị phải vậy. Thăm dò cái gì mà thăm dò? Tại vì là Tú đã ra khỏi công ty System rồi. Ừ, chị biết. Nên là cái sản phẩm này là tự làm hết. Mà một khi đã ra khỏi công ty rồi thì cái gì cũng phải tự làm. Đến cái tiền mua bài hát, tiền phối khí, tiền thu âm, tiền quay MV, tất cả đều là tiền của bản thân. Vì vậy nên là rất là tốn kém chi phí nhiều. Vì vậy nên là cái mức độ đầu tư cho MV đã bị giảm xuống. Ca khúc thì là của nhà chồng được kiểu vậy đi. Mà tóm lại thì đúng là có gì hay đi chăng nữa mà không có tiền là căng ha. Thực ra cái việc hiểu Xạ Tiễn Hương giờ nó vẫn có. Nhưng mà nếu như là cái thời của bạn tới và cái sự may mắn nó tới. Chứ còn mà em thấy rất nhiều sản phẩm hay nhưng không có cơ hội để đến gần khán giả thì họ làm sao mà họ biết được là nó hay hay nó dở mà họ nghe mà ủng hộ. Rất là tiếc. Vì vậy nên là cái chuyện tiền nong nó quan trọng lắm luôn ấy. Và cả đường hướng chiến lược và cả cái thái độ làm nghề có tử tế đàng hoàng không nữa. Ừ, nói cái này thì nói hoài, nhưng mà một nghệ sĩ á mà phải nói là muốn đi đường dài trong showbiz không bao giờ tự đi một mình được. Tức là nhiều khi là mọi người build ra cái nem cá nhân quá lớn, nhưng mà ở phía sau luôn luôn có một cái đội ngũ rất là hùng hậu. Còn nếu không là chỉ nhưng chiếu mà chiếu lên, chiếu khi mà người ta có được những thành công thì người ta sẽ quên hết những cái lời hứa, lời thề trong giông bão, tất cả những cái khó khăn mà đã cùng nhau đi lên. Thường là như vậy, em thấy là 10 người là hết 9 người rưỡi rồi. Ừ, nhưng mà tóm lại là cái ý mà thăm dò là tuần rồi cho trong khoa dạy Kim Thanh á. Đâu, cái đó là em góp nhặt lại từ những cái lần trước. Ủa vậy luôn á hả? Thở là cái gì là mình gọi là thăm dò đó. Tại hai đứa mình quá bao dung. Ừ, nên chưa có bung dao ai. Giờ mình qua bài tiếp theo và cuối cùng nè. Trời ơi, concept ngày hôm nay cuối cùng dễ thương ghê á, nghe nó tự nhiên nó thoải mái. Nhưng mà nó chỉ dễ thương dành cho những cái đối tượng già, có thể nói là 8X trở lại về trước thôi. Tại vì những cái thế hệ trẻ bây giờ, các bạn sinh năm 2000 trở lại đây, các bạn không có biết hả Notting Hill, các bạn không có biết hả là 500 Day of Summer. Các bạn không biết đâu. Tại vì khi các bạn không biết thì các bạn sẽ không có cảm nhận được cái sự hay của nó. Tóm lại là chúng ta đang đến với bài Gác Lại Lo Âu của Da LAB sáng tác và hát cùng với Muley. Đây là một sản phẩm của Da LAB, chính thức là của Da LAB chứ không phải là của Muley nha. Ừ. Và Muley là người fit chung. Thì cái ngày quay MV thì em có lên trường quay chơi, có mua bánh mì Đinh Hà Yên Thơ cho mọi người ăn nè. Bánh mì bơ thơ. Đúng rồi. Thì bây giờ Châu Đông Khoa vẫn chưa gọi. Và đạo diễn là anh Bon Hồ. Thì từ trước đến giờ là anh Bon làm MV chắc chắn lúc nào cũng mang cái giá trị nghệ thuật rất là cao. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ rất khó hiểu và khó tiếp cận đối với đại đa số khán giả. Sản phẩm thì hình ảnh chắc chắn là đẹp rồi, nhưng mà nếu như mà không xem qua ba cái bộ phim kia, các bạn sẽ không thấy được cái sự hay ho thú vị của cái MV này. Ê, chị nghe nè, chị là người đã xem hết ba bộ phim đó và chị xem lại cái MV chị không nhớ gì luôn. Chị già rồi, chị già quá, chị quên là cũng lẽ đương nhiên thôi. Còn các bạn trẻ, nếu như cái này mà dành cho đối tượng fan 8X đầu 9X thì con nghĩ là ok, còn nếu dành cho đại chúng thì nó sẽ hơi khó tiếp cận cái phần hình ảnh một tí. Trong cái bài này thì mọi người cảm thấy cái giọng Muley có hơi khác đúng không? Đúng.
Tại vì sao? Miu Lê đã bị viêm xoang nặng. Và bây giờ Miu Lê hát là cái giọng nó bị như vậy luôn. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Hèn chi mà bữa Khoa đưa cho Kim Thanh nghe cái bài kia, Kim Thanh nói ủa sao cái giọng Miu Lê khác quá đúng không? Tại Miu Lê bị viêm xoang nặng quá nên là cái giọng bây giờ nó bị ảnh hưởng nhiều. Thì đợt rồi thì có điều trị là để cho nó xông khói lên trên cái đó để nó diệt hết cái khuẩn ở trong cái mũi mình đó. Đó là cái cách mà danh ca Thanh Hà đã chỉ đó. Mới bớt đó chứ lúc trước là Miu Lê nói mà nó nghẹt nghẹt nặng luôn. Chị Cẩm Ly á bị viêm xoang rất là nặng tới mức mà chị phải ngưng hát mấy năm đó. Chắc là chị chưa biết cách này. Năm nay chị Cẩm Ly bắt đầu quay trở lại có hát một số bài á, thì á mình nghe cái giọng vẫn còn nghẹt chứ nó chưa bình thường như ngày xưa. Thì hy vọng là chị Cẩm Ly sẽ nghe được chương trình này và chị thử thêm như thế nào. Và chị Ly nói là bây giờ cũng không có thể nào mà mong muốn cái giọng mình như ngày xưa được, nhưng mà bây giờ cũng ổn hơn nhiều, tức là hát lại được nhiều rồi. Thật sự mà nói, một người nghệ sĩ sống bằng giọng hát á mà mất cái giọng hát á nó đau đớn lắm. Bản thân em không phải là một ca sĩ chuyên đi hát nha, nhưng mà khi em bị dạ dày nặng quá nó trào ngược lên nó làm em mất cục hơi, mất bỏng cái thanh quản và em hát không được á, trời em suy sụp lắm luôn ấy. Chứ mọi người mà ca sĩ chuyên nghiệp bị như vậy thì còn suy sụp cỡ nào nữa, nên cái chuyện này nó rất rất là quan trọng luôn, nên là mọi người phải ráng giữ gìn giọng hát của mình. Nhưng mà cái sản phẩm của Da Lab, cái kỳ mà fit với tóc tiên thì dễ nghe hơn ha. Không, thực sự bài này cũng rất là dễ nghe mà. Nhưng mà bài kia catchy. Nhưng mà bị một cái là bài này nó hơi thiếu điểm nhấn, nó hơi nhạt nhòa. Cái phần chorus của Miu Lê nó hơi bị đều, nó hơi nhạt nhòa một tí, nó thiếu điểm nhấn, hơi tiếc. Nhưng mà tổng thể nó dễ thương. Đúng rồi. Nhưng mà đây chỉ là một, đúng nghĩa là một sản phẩm tiền trạm của Miu Lê thôi, chuẩn bị trở lại với một diện mạo mới, một cô bé sáu múi cơ bắp cuồn cuộn, một giọng hát rực lửa. Mọi người ơi, đừng có nghe lời Châu Đăng Khoa đi. Thật ra Miu Lê bây giờ trời, cái body trời nó xinh trời. Tin tôi đi, Miu Lê xây dựng hình tượng là cô bé sáu múi. Cái body bên ngoài của Miu Lê trời bây giờ nó đẹp lắm luôn mọi người. Trời ơi, chị nói vậy Miu nghe được nó tưởng thiệt đó. Thiệt mà. Xinh thế là còn gì, chị thích như vậy đó trời ơi, nhìn. Chị thích vậy hả, chị chắc chị phải đầu thai thôi. Khoa à, dạ. Nếu mà em muốn hết ế. Không, đây em chia sẻ thật sự, chị tại sao lại không chấp nhận sự thật vậy? Miu Lê nhờ em mà mới được như ngày hôm nay đó, nói thiệt với chị. Tại vì là nó chấp nhận sự thật được là em chê nó mập thù lù nên là nó giảm cân thiệt. Ok, em sẽ là người ế suốt đời nha. Không sao, nhưng mà nếu như có thể giúp đỡ cho mọi người tốt hơn thì tôi cũng cam tâm thôi. Và thực sự Miu Lê là một cô bé rất đáng yêu nha. Hồi xưa á, lúc mà mới quen Miu Lê á, em coi chương trình thấy Miu Lê là kia, em nghĩ trời con nhỏ này xạo ghê, diễn quá. Nhưng mà sự thật luôn, khi mà tiếp xúc rồi và chơi với nhau lâu rồi mới biết được Miu Lê đúng là như vậy luôn á. Nó mát mát khùng khùng thiệt. Bả Tân mà. Nó hơi sảng thiệt, nhưng mà là thiệt, nhưng mà người chứ không phải nó diễn đâu. Và rất là đáng yêu. Được một cái là may mắn là trời cho cái duyên tự nhiên. Rất đáng yêu luôn. Ở bên cạnh Miu Lê có thể nói là cười cả ngày không bao giờ dứt luôn á. Tóm lại á, từ ngày đầu mà chị gặp Miu Lê cho đến bây giờ, tính tình của bé này không bao giờ thay đổi. Em cũng vậy luôn. Vẫn rất đam mê với công việc, vẫn sống đàng hoàng, tử tế, trang hòa. Chỉ có khác là ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Mọi người ơi, đó là phần tự luyến của Châu Đăng Khoa. Chúng ta có thể skip bỏ qua. Rồi Châu Đăng Khoa chọn bài nào nè? Chúng ta hãy cho cặp đôi 10 năm một chàng pháo tay đi nào. Có thể nó chưa phải là sản phẩm hoành tráng nhất, khủng nhất, nhưng mà đó là một cái điều rất đáng ăn mừng đúng không? Cái quyết định là chỉ vì lý do 10 năm thôi. Ủa, dễ gì bên nhau được 10 năm. Có được người yêu còn khó nữa, chứ đừng nói lấy nhau ở nhau 10 năm để ai đứa con nha. Chỉ thấy tóm lại là Châu Đăng Khoa chọn ca khúc Vợ Chồng Son là vì đó là sáng tác của Châu Đăng Khoa thôi. Đó là một phần thôi. Kim Thành mới lật tẩy mới được. Yeah, không biết là hôm nay mọi người nghe chương trình có cảm thấy vui không? Hôm nay tôi dẫn chương trình mà tôi còn thấy vui nữa chứ. Chứ đừng có nói là nghe nha. Vâng, tạm biệt mọi người. Tạm biệt.